nhìn em giống thằng làng bu cục đình đó. À, cuối cùng em cũng đã kiếm được tới nơi. Đường này đường Hồ Biểu Chánh, ngay góc đường Trần Cao Dân. Có tâm dễ sợ, chỉ chính xác dễ sợ. Chứ có đường này là trường tiểu học cho nên sẽ rất là sầm uất ai con. Đó, nằm trên đường Hồ Biểu Chánh. Tại sao tôi đã chỉ rõ con đường như vậy? Tại vì đây là đường lớn, quẹo với đường nhỏ, quẹo với đường nhỏ. Cho nên tôi sợ các bạn là không kiếm được. Trên con đường này có một cái tiệm bánh, nó gọi là bánh crepe, mà của Pháp. Mà quan trọng là cái người làm bánh, người ta đứng người ta bán là người Pháp luôn. I'm Hương. I'm Jackie. Jackie, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Đó, nhìn hấp dẫn dễ sợ không? Hay ăn bánh này không vậy? Dạ, lần đầu đến. À, tại sao biết rồi? À, do người nhà em dùng ở đây về có giới thiệu, em thấy bánh ngon rồi nên dạ, bây giờ vì cô cũng sẽ ăn thử cái món đó coi nó làm sao. Chào tụi con, cô Hương ngồi chung với tụi con được không? Đây, cô Hương làm chương trình những món ăn vặt của Việt Nam. À, cô thấy quán nào đông hoặc là quán nào mà có tụi con ăn nhiều thì cô sẽ vô đây cô hỏi thăm là tụi con có sao nói vậy, ngon thì nói ngon, dở thì nói dở, nhưng mà cô nhìn thấy hai dĩa này chắc là ngon rồi đúng không? Thì hỏi từng con ha. À, đứa nào ăn món mặn và đứa nào ăn món ngọt? Dạ con ăn món mặn. Món mặn dạ. Tại sao con lại chọn? Dạ tại vì con thích vị mặn của nó, với lại nó có cái phô mai đó, làm cho nó thơm, cái mùi bánh nó cũng thơm nữa nên con thích món mặn. À vậy hả? Rồi con con thích món ngọt. Món ngọt. Và dạ. Món này con chọn là cái gì? Dạ chocolate với chuối con. À chuối, còn con? Con ăn hai món luôn. Ăn hai món luôn. Dạ vậy ba người bạn chơi chung nhau được rồi. Một bạn thích ăn mặn, dạ. Bạn thích ăn ngọt, bạn kia thích ăn mặn ăn ngọt, mình mua hai dĩa ba đứa ăn chung. Dạ. Một cái về bao nhiêu tiền con? Dạ có 20-30 nghìn thôi. Dạ. Con thấy hợp túi tiền không? Vừa túi tiền của con. Dạ không? Con thấy nó vừa túi tiền lắm, tại vì nó vừa no mà nó vừa ngon. Ờ, nhưng con gái á mà tuổi 14 là mình còn phát triển nhiều lắm, cho con ăn cái này con có sợ bị nóng nổi mụn hay là có sợ mập không? Dạ không, tại vì nó ngon, bất chấp đi cô. À, nó ngon, bất chấp đi cô. Cảm ơn ba đứa nha. Dạ, dạ lần sau đi ăn nhớ rủ cô Việt Hương tới ăn luôn. Dạ, dạ. Cảm ơn tụi con nha. Dạ. The crepe sugar, the best is the caramel. Dạ. I make myself caramel, salt butter and cream fresh. Dạ. French specialty. Sure. Sure. Yummy. You want taste? Dạ. Tôi nghĩ ở đây đông khách là tại vì ta người châu Âu cho nên ta làm cái hương vị nó rất là châu Âu, vì Hương đã đi qua bên Pháp và Hương có em bé là nhờ Hương đi qua Pháp chơi. Dạ, cho nên là ăn những cái hương vị cho nên là họ nói với Hương là một chuyện nhưng mà Hương phải ăn. Bây giờ mình phải thử một cái nha các bạn, mời các bạn vô thử với tôi. Chả nước miếng đó quý vị. À hiện giờ Hương đang cái bánh này rất là mỏng. Mình xé bằng tay luôn cho các bạn dễ. Cái bánh rất là mỏng và rất là hợp lý trong cái loại này, nếu mà dày quá mình sẽ không thích. Có một lớp trứng rất là thơm. Ở trong đây có cheese, ổng nói là cheese nhưng mà người Việt Nam mình gọi là phô mai. Có thịt bacon là giống như thịt ba rọi của mình, rất là thơm. Hương đã ăn cái món này ở nước ngoài rồi cho nên Hương tin chắc nếu mà Hương nói với các bạn ngon là nó sẽ ngon. Dạ. Ngon quá. Ừ. Có sao nói vậy? Anh ấy là gì của chị? Bạn trai. Bạn trai, nhưng mà ảnh là người Pháp luôn hay là người dạ, nước nào? Người Pháp vậy. Người Pháp, còn bạn? Em là Vietnamese. Vietnamese. Bột này là bột gì có đặc biệt không ạ? Dạ. Nó là bột mì thôi chị. Bột mì. Nhưng mà nguyên liệu thì tụi em là lấy từ hàng của công ty của Quốc Food. Dạ. Bacon với ham và con heo vàng. Dạ. Cái bánh này thì là là món mặn. Còn dạ. Một cái món ngọt mà tôi thấy tất cả hình như bé nhỏ nào tới đây cũng mê cái món đó hết. Dạ. Người Pháp thì có gọi là cái ngon nhất mà tôi nghĩ đó là caramel của họ, làm dạ, rất là thơm và rất là ngon. Dạ, nãy em có cho tôi ăn thử. Nãy giờ dạ. Phỏng vấn thì thường các bé hay nói là con thích cái mùi caramel. Dạ. Và cái mùi chuối giống như là mùi chocolate, dạ. Là mùi sô-cô-la ở đây rất là ngon. Dạ. Thì cái đó là cái thu hút khách nhiều nhất phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn vì những bé thì đa số toàn là bánh ngọt, không chỉ caramel của em không. Dạ. Bây giờ Việt Hương muốn ăn thử một cái bánh ngọt nào dạ. Ngon nhất trong quán của bạn nha. Dạ. Rất là đặc biệt. Và tôi nghĩ con nít nó phải thích thôi. Tại bột rất là thơm. Tôi có qua bên Pháp rồi tôi ăn cái món này nhưng mà tôi ăn món ngọt. Bây giờ tôi hy vọng là mình ăn cái món mặn nó ngon rồi mình ăn cái món ngọt nó sẽ ngon y như vậy. Miếng cuối. Thịt em rất là dai và thơm ngon.
hợp lý. Mình ăn xong mình sẽ chuyển qua mình ăn món ngọt chứ. Ngon lắm. Một trong những cái đặc sản mà Hương nghĩ là người Pháp là muốn là ngon đó là caramel. Nãy ông có cho Hương nếm thử. Nếm rồi. Rất là ngon, bây giờ đang có tưới một cái miếng chocolate. Chuối, caramel and sô-cô-la, chocolate, ngon lắm. Wow, thơm. Quan trọng là cái bột họ đổ mỏng, thành này không có ớn. Chuối là của Việt Nam mà rồi, xứ nhiệt đới thì chuối là số 1. Caramel làm rất là ngon. Con nít thích là quải rồi. Quá ngon. Rất là ngon. Hãy nhớ số 19 đường Hồi Biểu Chánh. Bánh crepe của Pháp. Tất cả các mùi, mùi nào cũng ngon. Ăn giờ hả hê quá, em không muốn đi đâu nữa hết. Nhưng mà mình phải đi tiếp tục để giới thiệu với quý vị. Còn nhiều món ăn lắm ở ngoài đường, rất là ngon. Cái này gọi là kem bơ xay. Đi ăn thôi. Trên đường Lê Giang Sĩ đối diện với chợ Nguyễn Văn Chỗi. Tôi nghĩ là con đường này rất là quen thuộc với quý vị khán giả. Vì cô đi lang thang trên con đường có gì giới thiệu đó. Hiện giờ thấy có cơm tấm rất là hấp dẫn kế bên tiệm vàng lộng lẫy, có hủ tiếu bò viên, mì bò kho. Con đường này là con đường không nên giảm cân. Tới đây là hương vị nồng nàn, mùi đồ ăn thơm quá thơm chịu không nổi. Và trong đây là một cái quán rất là đặc biệt, sinh tố kem bơ. Chị đi hết cái con đường này nè, chị thấy ba bán đồ ăn nhiều quá. Dạ. Mà chị lại thấy em để cái quán là kem bơ là làm bằng gì cơ? À, kem bơ thì nó sẽ có hai nguyên liệu chính, là một là bơ, hai là kem. Phần dạ. Kem và phần bơ nó không có mix với nhau để dạ. Ăn kem bơ nó vẫn còn giữ nguyên cái mùi bơ ở phía dưới. Dạ. Bơ là em lấy ở trên Đà Lạt hoặc là Buôn Ma Thuột hay là em mua ở đâu ạ? Quê em ở trên Đắk Lắk. Nên là mẹ em ở trên kia thì gom bơ xuống đây để em làm. Chương trình này là Việt Hương ăn vặt, thích quán nào Việt Hương tấp vô ăn, không quảng cáo cho nên dở ngon Việt Hương sẽ nói đúng như tấm lòng, các bạn muốn ăn thì ăn. Và đây là cái quán nằm trên đường Lê Văn Sĩ, đối diện với chợ Nguyễn Văn Chỗi. Và số quán của bạn là số 284. Dạ, xẹt 12. Xẹt 12, Sinh Tố Buôn Mê, bán chần ly ạ. Một ngày bán bao nhiêu ký bơ ạ? Một ngày thì khoảng 100 đến 150 ký bơ. Dạ. Mà em chỉ bán từ 5 giờ chiều thôi. 5 giờ chiều tới mấy giờ? Tới 10 giờ rưỡi. 5 giờ tới 10 giờ rưỡi tối mà bán 100 ký bơ. Dạ. Và khoảng bao nhiêu ly em? Em không có biết được bao nhiêu ly hết. Dạ. Đặc trưng là chỉ bơ thôi, không bỏ thêm một cái chất béo gì vào nữa hết. Mình chỉ bỏ một chút xíu đá. Dạ. Còn hầu như là làm bằng bơ hết. Dạ. Dạ. 30 ngàn ly đối với em vậy có mắc không? Nếu mà ngon là không đắt. Cái này là có một lượng bơ nè, rồi kem nè, rồi dừa tươi, dừa nạo trên. Thì em ăn có sợ mập không? Dạ không chị, thì em cũng thỉnh thoảng ít ăn á, nhưng mà nó rất là mịn ngon. Mịn ngon. Dạ. Dạ. Nó béo nhưng mà nó không ngọt lắm. Wow. Thôi mời em ngồi. Dạ. Đây là kem bơ. Ở trên có kem, dưới là bơ, ăn bơ trước. Có sao nói vậy? Không có quảng cáo. Cho nên buộc lòng phải nói thật cho quý vị, nếu quý vị ăn dở quý vị chửi tôi. Bơ rất ngon, tại vì cái lượng bơ rất béo mà rất là vừa miệng. Kem dừa họ lấy họ bỏ vào và dừa chưa tươi để lên trên. Tôi nghĩ đây là cái món lạ miệng. Tại sao mà em giữ được cái lượng bơ vậy? Và em tin chắc là em đo bằng con mắt em mà nó béo mà nó hợp lý như vậy. Hàng ngày mẹ em vẫn gom bơ được gửi đường xe khách đó. Dạ. Lên. Dạ. Trong quá trình mà mình làm lâu á chị thì mình sẽ biết được nhìn cái bơ nào là ngon và nhìn cái bơ nào là cảm thấy là nó không có bị dai hay là sơ. Quý vị có biết là một cái ly bơ này không hề có đá nha quý vị. Chỉ bơ là bơ thôi. Anh chàng làm bơ không? Ăn vô trong miệng toàn nghe vị bơ không có là đá lột xột. Và khi mà bơ nhiều như vậy là cái trong đây ít nhất cũng phải ăn trái bơ á, bơ đặc và cục kem, sau đó là dừa.
Cho nên nếu mà quý vị không thích cái cục kem dừa, quý vị ăn bơ dừa cũng ngon, rất là ngậy cái vị bơ. Nguyên một ly béo mà nó đã, mà ăn vô giờ nó lưng lưng. Mà tôi nói thiệt nha, ai mà thích ăn cái vị béo á mà sợ mập á, tới ăn bơ. Tại mình ăn cái chất béo khác nó không tốt, nhưng chất béo này nó sẽ tan trong người được. Ngon lắm quý vị, đặc biệt có sao nói vậy, không quảng cáo, ăn vô ngon là nói ngon, là dừa rất là tươi. Cảm ơn em đã đem một cái món lạ về đây để cho tụi chị ăn thử. Chúc em thành công rạng rỡ và chúc em sẽ thành đạt và nổi tiếng hơn về cái món kem bơ này rất là đặc biệt. Mời các bạn tới thử món kem bơ của bạn ấy nha. Và tôi sẽ dắt các bạn đi ăn một món rất là lạ. Cảm ơn. Rồi, bye bye, tạm biệt. Bình, một trong những con đường rất là sầm uất, quý vị đã đang coi những tiệm quán rất là lớn. Việt Hương chọn một cái quán có cái tên rất là dễ thương, Bạch Tuộc. Thường Bạch Tuộc là ta nghĩ chuyện xấu cho nên chúng tôi đem đi nướng. Mời các bạn đến với Bạch Tuộc nướng. Trời, nhìn chân chất dễ thương quá. À, Bạch Tuộc nướng là một cái món rất là đặc biệt. Tại sao anh lại ở đây? Anh là người vùng miền nào ạ? Dạ, em người Kiên Giang chị. Vậy là đồ biển của Kiên Giang rất là tươi. Em thấy là người Sài Gòn mình ăn con bạch tuộc hay là con mực nó không được tươi. Mà em thì ở dưới em ăn con mực tươi rất là ngon. Dạ. Nên em đem con mực tươi của em từ dưới quê lên Sài Gòn này em vậy bán. Hả? Dạ. Vậy hàng ngày anh bán là nguyên liệu của anh là từ Kiên Giang gửi lên. Một ngày em bán bao nhiêu ký? Một ngày giờ trung bình em bán được mười mấy, gần 20 kg. Rồi đậu bắp là tính riêng hay sao em? Dạ đúng rồi chị. Dạ đậu bắp là bao nhiêu ký? Dạ đậu bắp thì khoảng chừng 4-5 kg. Rồi từ người nhà em gửi từ dưới quê lên cho em hay là sao? À, dạ đúng rồi, cái bạch tuộc này thì là có người về em ở tại đảo Hòn Sơn, Kiên Giang. Dạ. Là gửi lên cho em. Tại sao con cái con này nhỏ xíu vậy là gọi là bạch tuộc gì? Dạ bạch tuộc da trắng của Kiên Giang mình á chị, đánh bằng ốc, con ốc mình á. Dạ. À, nên nó được ngon, còn đánh bằng ghe cào thì nó không có ngon. À, dạ, có hai loại đánh lên. Dạ, đây rồi. Là kinh nghiệm á, cảm ơn em nha. Dạ. Đây đánh bằng ốc, con bạch tuộc sẽ ngon, bằng mảng ghe cào thì không ngon. Dạ đúng rồi. Như vậy là chín cho em. Dạ, sắp rồi chị. Sắp. Sao mà em nhìn nó biết chín hay không? Nướng từ từ với quen rồi em có ăn nữa. Vậy hả? Em nướng rồi tới đâu rồi em thấy ngon nhất là em biết. Dạ. Giống như là nó chuyển cái màu vàng gì thì nó là ngon nhất. Bí quyết của em là em ướp cái gì trong đây? Dạ thì ướp thì rất là đơn giản à, chỉ có con mực mình phải ngon mình ướp. Vậy hả? Nên nó sẽ quan ngon. Trọng là nguyên liệu chính của mình là con. Dạ, mực phải tươi rồi. Và dạ, phải gửi rồi. Với Kiên Giang lên cho em. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chị ra chị ngồi ăn thử nha. Dạ. Bây giờ đang chờ đợi. À, nếu như ai đi ngoài đường sẽ rất là thơm nghe mùi nướng. Cảm ơn em, để cho anh thử nha. Đây là cái con bạch tuộc mà có trứng. À mình sẽ ăn thử. Cái nước chấm này có gì đặc biệt không em? À, muối ớt xanh. Dạ. Với muối với trái ớt xanh của mình á. Dạ. Tự pha ra. Dạ. Rồi, cảm ơn cưng nha, để ăn thử hen. Thơm lắm quý vị. Người miền Tây, dân Kiên Giang xứ biển. Họ nướng cái màu thôi tôi thấy đẹp à. Ướp rất là ngon. Dưa leo gồm có con mực trứng nữa. Ngon lắm quý vị. Cay cay, ăn đã quá, cay nó bắt mồi, có đẩy hết dĩa, bậy quá bậy, kệ còn miếng dưa leo chơi luôn. Dạ, tao la quá đi đường đó, Diệp Hương ăn quá, ngon quá, giờ em phải đi hỏi ông chủ quán, ăn hết dĩa rồi cưng. Em tên gì nói lại, ăn quên tên chủ luôn. Dạ em tên Nhân. Nhân? Dạ. Bất Nhân hay có Nhân? Dạ Thành Nhân. Thành Nhân. Nè, làm đồ ăn ngon quá à. Ướp có cái gì đặc biệt trong này nè? Dạ cũng có xíu mật ong không? Hay có dạ, đường gì không? Dạ không có mật ong. Vừa miệng lắm. Dạ có nước mắm, có đường bình thường mình vậy đó. Vậy hả? Dạ. Nhiêu một phần cưng? Dạ em bán một lạng 20 ngàn.
Như một con bình thường vậy là khoảng tầm 1 lạng. Tầm 1 lạng? Dạ. Dạ là bao nhiêu? Là 20 ngàn. 20 ngàn? Dạ. Một con vậy một mình chị ăn đủ không? Mình chị phải chừng 2 đến 3 con. 2 tới 3 con ăn cho nó đã đó. Dạ. Phải không? Dạ. Còn đậu bắp với dưa leo là cho thêm hả cưng? Dạ, đậu bắp một phần mình 5 ngàn. Một phần 5 ngàn là được. Dạ. Mấy cái? Là 5 trái. 5 trái. Sức của mình mà ăn đã chị Bạch Tuộc, không có thêm cái gì ăn mà đã luôn là 2-3 con. Mỗi một con 20 ngàn mà một cái con này chất lượng mập y như em vậy đó. Dạ. Được cái đó còn nhỏ lùng lùng y như tôi với ông Nhân. Chúc em buôn bán thành công nha. Dạ. Rất là ngon, đi trên con đường này thấy thơm nhào vô ăn luôn. Dạ. Ha. À, có vợ chưa? Dạ chưa. Chưa, có 10 người yêu chưa? Dạ mới có. Mới được bao nhiêu lâu? À, dạ hơn tháng. Dạ, mới có hơn tháng à. Nhỏ làm gì, nhỏ làm gì? Dạ làm nghề tóc. Nghề tóc hả, ở đâu? Dạ cũng ở gần đây chị. Cũng ở gần đây. Bữa nào kìa nói là có chị Việt Hương ra đây ăn nha. Dạ. Nói là nói với em đó là em có phước lắm á. Người kiên giang, rất là chân thật, thật thà. Dạ. Đứng đây nướng Bạch Tuộc bán chịu khó vậy. Chúc em sẽ buôn may mắn đắt. Nếu quý vị đi ngang đây thấy thơm ghé vô ăn Bạch Tuộc nướng thôi. Rất là ngon, không ngon kiếm em giòn tan. Bao 100g 20 ngàn. Bèo. Chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Những món ăn vặt Việt Nam của Việt Hương thực hiện. Và những món ăn lề đường như thế này là những người thật thà buôn bán có sao nói vậy. Xin chào và hứa với quý vị hàng tuần sẽ ra những món ăn rất là ngon. Rất là thấm, mùi vị đặc trưng bún riêu. Con cơm ớt chanh vậy, con hãy tự ớt. Dạ. Biết là phải bỏ mắm tôm, biết phải bắt chanh bỏ ớt. Nhưng muốn coi cái vị nêm của gì như thế nào. Nêm rất là ngon.